Tối ngày 17 tháng 5, Liên đoàn Lao động thành phố Uông Bí tưng bừng tổ chức hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi thành phố Uông Bí lần thứ tư năm 2024. Đây là hoạt động thiết thực nhân tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Dự động viên hội thi có các đồng chí Đặng Thị Kim Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Cú Văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Uông Bí. Tham gia hội thi có 4 đội chơi đến từ các công đoàn cơ sở là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Phương Thùy, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Uông Bí, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Vàng chi nhánh Uông Bí và Công ty Cổ phần Xí nghiệp Than Uông Bí. Các đội phải trải qua 3 phần thi gồm: phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức và xử lý tình huống, phần thi thực hành sơ cấp cứu. Ở phần thi chào hỏi, các đội đã khéo léo vận dụng hình thức sân khấu hóa để giới thiệu về đơn vị, thành viên các đội chơi cũng như thực tế hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị mình. Trong phần thi kiến thức và xử lý tình huống, các đội chơi phải trả lời 15 câu hỏi tập trung vào kiến thức về pháp luật an toàn vệ sinh lao động, quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị về công tác an toàn vệ sinh lao động, kiến thức về tổ chức quản lý và phương pháp hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Với sự chuẩn bị ôn luyện nghiêm túc, cả 4 đội đều xuất sắc vượt qua 15 câu hỏi kiến thức với kết quả tuyệt đối. Với nội dung xử lý tình huống, mỗi đội phải nhận biết và đưa ra phương án xử lý nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động trong các tình huống mà ban tổ chức đưa ra. Trong phần thi thực hành sơ cấp cứu, trước bộ yêu cầu mà ban tổ chức đưa ra, các đội đã thể hiện rõ sự nhanh nhạy trong đánh giá tình hình, có kỹ năng thực hiện đúng quy trình sơ cấp cứu trong từng trường hợp. Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi là dịp để đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức về công tác an toàn vệ sinh lao động, đồng thời để các cấp công đoàn rà soát và xây dựng các giải pháp góp phần nâng cao hoạt động công đoàn trong công tác an toàn vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải nhất, nhì, ba cho các đội. Trong đó, đội thi đến từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Vàng chi nhánh Uông Bí xuất sắc giành giải nhất chung cuộc.